Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Những trận quyết chiến cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tháng 4 năm 1975. Trích hồi ký của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp. Phần thứ nhất. Giữa lúc khối chủ lực Tây Nguyên đang tiến về cùng với quân và dân địa phương giải phóng các tỉnh đồng bằng Nam Trung Bộ thì ngày 27 tháng 3 năm 1975, Anh Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu phó điện thông báo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thành lập quân đoàn 3 tổ chức quân đoàn gồm bộ tư lệnh do anh vũ lăng tư lệnh tôi đặng vũ hiệp chính ủy các anh nguyễn năng nguyễn kim tuấn phó tư lệnh anh phí triệu hàm phó chính ủy ba cơ quan mặt trận tây nguyên chuyển thành bộ tham mưu do anh hồ đệ tham mưu trưởng các anh nguyễn quốc thước lê minh tham mưu phó cục chính trị do anh thái bá nhiệm chủ nhiệm anh nguyễn đằng phó chủ nhiệm cục hậu cần do anh cấn văn tại chủ nhiệm các anh đặng văn khoát đỗ thuyên Lưu Sĩ Hiệp phó chủ nhiệm. Đồng thời Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng chỉ định Đảng ủy Quân đoàn gồm tôi Đặng Vũ Hiệp bí thư, anh Vũ Lăng phó bí thư. Các đảng ủy viên chính thức gồm có các anh Phí Triệu Hàm, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Năng, Nguyễn Quốc Thước, Lã Ngọc Châu, Bùi Huy Bổng, Hà Quốc Toàn, Đoàn Hồng Sơn, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Hữu Hưu, Nguyễn Minh Khang, ủy viên dự khuyết Bùi Đình Hòe và Bùi Tố Tọa. Quân đoàn 3 gồm 3 sư đoàn, Sư đoàn 10 do anh Đoàn Hồng Sơn, sư đoàn trưởng, anh Lã Ngọc Châu, chính ủy, anh Võ Khóc Phụng sư đoàn phó, anh Lưu Quý Ngữ, phó chính ủy. Sư đoàn 320 do anh Bùi Đình Hòe, sư đoàn trưởng, anh Bùi Huy Bổng, chính ủy, anh Ngô Huy Phát, sư đoàn phó, anh Đặng Văn Trượng, phó chính ủy. Sư đoàn 316 do anh Nguyễn Hải Bằng, sư đoàn trưởng, anh Hà Quốc Toàn, chính ủy, anh Nguyễn Hữu Thơi, sư đoàn phó anh Đoàn Văn Độ, phó chính ủy. Các đơn vị binh chủng gồm có trung đoàn đặc công 198 do anh Trần Kình, trung đoàn trưởng, Lê Văn Tích, chính ủy. Hai đơn vị pháo mặt đất gồm trung đoàn 40 chuyển thành lữ đoàn pháo binh do anh Nguyễn Hữu Vinh, lữ đoàn trưởng, Mai Sinh giá chính ủy. Lữ đoàn 40 được biên chế bốn tiểu đoàn pháo nòng dài và trung đoàn 675 do anh Trần Đình Sai, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Xuân Dục, chính ủy. Ba trung đoàn cao xạ Trung đoàn 593 do anh Nguyễn Duy Sơn trung đoàn trưởng, Phạm Minh Mẫn chính ủy, trung đoàn 234 do anh Vũ Văn Lương trung đoàn trưởng, Vũ Xuân Sắc chính ủy, trung đoàn 232 do anh Nguyễn Văn Hách trung đoàn trưởng, anh Trần Đình Khánh chính ủy, bộ sẽ đưa vào một đại đội tên lửa phòng không chiến thuật A72, lữ đoàn xe tăng 273 do anh Lê Mai Ngọ lữ đoàn trưởng, Vũ Đình Tư chính ủy, chuyển trung đoàn công binh 7 thành lữ đoàn do anh Lê Hữu Công lữ đoàn trưởng đoàn văn khoát chính ủy, trung đoàn thông tin 29, do anh Lê Đức Đệ trung đoàn trưởng, đỗ giả chính ủy, quân số quân đoàn khoảng từ 45 đến 47 ngàn người. Sau chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng đã giáng tiếp cho quân Nguyễn Sài Gòn đòn chiến lược thứ hai, đẩy chúng lâm vào tình thế cực kỳ bi đát. Hai trong số bốn quân khu của địch đã bị xóa sổ, với 35% sinh lực, 40% cơ sở vật chất, 12 tỉnh với 8 triệu dân được giải phóng về phía cách mạng khí thế giải phóng miền Nam của quân và dân ta dâng lên mạnh mẽ. Lực lượng quân sự, chính trị của ta dồi dào và sung sức, tạo ra được một thời cơ chiến lược mới rất thuận lợi để giải phóng Sài Gòn ra định, giải phóng miền Nam. Ngày 31 tháng 3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đánh giá tình hình đã kết luận cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào xào huyệt của địch đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hòa bình, thống nhất tổ quốc. Cách mạng nước ta đang phát triển sôi nổi nhất với nhịp độ một ngày bằng 20 năm. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược với tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất trong tháng tư, không thể để chậm cả nước tập trung sức người, sức của cho trận đánh cuối cùng kết thúc thắng lợi của kháng chiến cứu nước vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Ở miền Bắc, thanh niên nam nữ trong các cơ quan nhà máy, hợp tác xã, công trường, trường học, hăng hái sung phong lên đường nhập ngũ. Mọi phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không đều được huy động tối đa chi viện cho mặt trận. Trên quốc lộ số 1 và các trục đường chiến lược từng đoàn xe chở bộ đội, xe chở hàng hóa xe kéo pháo kín lá ngụy trang nối nhau ngày đêm chạy về chiến trường trọng điểm. Các quân đoàn, binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các mặt trận cũng được lệnh hội quân về giải phóng Sài Gòn ra định. Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Lâm Đồng, Di Linh đã chuyển lực lượng về phía đông, tiến công vào sư đoàn 18 ngụy ở Xuân Lộc. Quân đoàn 2 và sư đoàn 3 quân khu 5 sau khi đập tan tuyến phòng thủ Phan Giang đang tiến về Long Thành, Bà Rịa, Nước Trong, Vũng Tàu. Ở phía tây nam, Quân khu 8 và quân khu 9 áp sát lực lượng ra ven đường số 4, chuẩn bị cắt đứt con đường quan trọng bậc nhất nối Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn 232 đang tiến vào tuyến phòng thủ sông vàm cỏ đông và hậu nghĩa. Ở phía bắc, quân đoàn 1 theo quốc lộ 1 đang tiến vào khu vực tập kết ở phía nam tỉnh sông bé. Quân đoàn 3, ngay sau khi giải phóng Phú yên, Nha Trang, Cam danh đã được lệnh tiến về Sài Gòn. Tin vui được tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn gia định truyền nhanh tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, cả quân đoàn náo nức chuẩn bị hành quân. Những công việc chuẩn bị phức tạp trước đây phải giải quyết hàng tuần, hàng tháng thì nay chỉ được phép hoàn thành trong ngày, trong buổi. Lường trước khó khăn trong cuộc chiến đấu tới, bộ tư lệnh quân đoàn chỉ thị cho các cơ quan và đơn vị tranh thủ mọi điều kiện, chuẩn bị tốt mọi mặt nhất là đạn pháo và phương tiện vận chuyển. Theo đề nghị của sư đoàn 10, sau khi trao đổi trong bộ tư lệnh chúng tôi nhất trí cho sư đoàn để lại toàn bộ pháo 122 ly, thay bằng pháo 105 ly thu được của địch vừa đỡ công vận chuyển bổ sung đạn pháo 122, vừa có thể tận dụng được đạn pháo 105 của địch hiện đang dồi dào và còn có nguồn bổ sung trong quá trình chiến đấu. Mặc dù đoàn 559 và hậu cần quân đoàn đã huy động gần 3.000 chuyến xe, chở bộ đội và binh khí kỹ thuật vào Đông Nam Bộ, nhưng vẫn còn cần đến hàng trăm xe mới đáp ứng nhu cầu công tác vận chuyển. Để giải quyết khó khăn này, các sư đoàn đã chủ động liên hệ với Ủy ban quân quản địa phương nhờ giúp đỡ. Sư đoàn 10 đã chủ động cử anh Lê Quang Mỹ, chủ nhiệm chính trị trực tiếp làm việc với Ủy ban quân quản thành phố Nha Trang và thị xã Cam Danh, đồng thời tận dụng số xe thu được của địch, cả lái xe là lính ngụy ta bắt làm tù binh, tham gia vận chuyển. Riêng sư đoàn 10 cũng huy động được hơn 60 chiếc xe ca và xe tải lớn. Tại thị xã Buôn Ma Thuột, anh Y Bờ Lốc, chủ tịch Ủy ban quân quản tỉnh Đắk Lắc đã huy động hàng trăm lái xe, và 250 xe các loại phục vụ quân đoàn cơ động. Cán bộ, chiến sĩ binh đoàn Tây Nguyên mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đối với binh đoàn lúc khó khăn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch lịch sử mang tên Bác. Có hai sự việc tôi nhớ mãi. Thứ nhất, đó là việc phân công người ở lại trông coi hậu cứ phía sau. Việc tưởng đơn giản nhưng lại thành chuyện, chẳng ai chịu ở lại nên nhiều đơn vị phải ra lệnh phải họp chi bộ, đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo cử cán bộ phụ trách phía sau mới ổn. Thứ hai, thường vụ đảng ủy quân đoàn chúng tôi chủ trương đưa tất cả số anh em cán bộ bị kỷ luật treo giò, được tham gia trận đánh cuối cùng. Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xóa hết lỗi lầm trước đó. Sau này chiêm nghiệm lại chúng tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng. Do vậy khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, quân đoàn 3 không có cán bộ nào còn mắc án kỷ luật. Ngày 4 tháng 4, sư đoàn 316 và bộ phận cán bộ quân đoàn đi chuẩn bị chiến trường bắt đầu hành quân vào đồng xoài. Sư đoàn 320 đang củng cố thắng lợi ở Tuy Hòa được lệnh quay trở lại đường số 7, rồi theo đường số 14 hành quân qua Đức Lập, Bù Prang, Bình Long vào miền Đông Nam Bộ. Sư đoàn 10 hành quân trên hai hướng. Bộ phận đã tới Đơn Dương Lâm Đồng, tiếp tục đi theo quốc lộ 20 đến Duy Linh rẽ sang Giang Nghĩa về Kiến Đức. Bộ phận đang còn ở Nha Trang. Cam danh và các đơn vị đang đi trên đường 450 sẽ quay lại đường 21 về buôn Ma Thuột, rồi theo đường 14 về phía Nam. Cả hai hướng sẽ hội quân ở Kiến Đức. Đường vào Nam Bộ còn xa, thời gian chiến dịch mở đến gần. Trên tất cả tuyến đường của các đơn vị trong quân đoàn xe chạy không kể ngày đêm, bộ đội chỉ được dừng lại một thời gian ngắn để thổi cơm, nấu nước bổ sung, rồi lại tiếp tục lên đường. Ngồi trên xe không mùi, nắng, bụi làm mặt mọi người đen sạm, nhưng ai nấy rất vui xe tới Lục Ninh rồi qua An Lộc và đến Trơn Thành. Xe chạy giữa các lô cao su thẳng tắp bạt ngàn, ở khu vực này đường mới mở cắt ngang đường cũ, có chỗ đến 5, 7 đường ô tô. Ở những ngã ba, ngã tư có hàng chục tấm biển chỉ đường với nhiều ký hiệu khác nhau, A100, A300, T500. Từng đơn vị nhận ra đường của mình qua các ký hiệu riêng ấy. Ở các trạm barrier, sĩ quan tham mưu cùng với các chiến sĩ công binh, Thông tin truyền đạt thức thâu đêm để hướng dẫn cho các đoàn quân và các đoàn xe vào đúng tuyến của mình. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, tôi và anh Vũ Lăng có mặt tại Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, ở phía Tây thị trấn Lộc Ninh, căn cứ cơ quan bộ chỉ huy miền để nhận nhiệm vụ của bộ chỉ huy chiến dịch. Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt bộ tư lệnh chiến dịch đã phân tích tình hình, thời cơ chiến lược, quyết tâm của bộ chính trị và quân ủy trung ương sử dụng lực lượng tập trung ưu thế đánh thẳng vào Sài Gòn bằng lực lượng đột kích mạnh, tiến công liên tục đến toàn thắng. Về nhiệm vụ của quân đoàn, Đại tướng nói, quân đoàn 3 với lực lượng trong biên chế tập trung lực lượng từ hướng Tây Bắc và Đông Bắc đánh vào Sài Gòn. Đây là hướng chủ yếu, quân đoàn cần tập trung lực lượng, chuẩn bị chu đáo nhanh chóng tiêu diệt sư đoàn 25 không cho sư đoàn này có cụm về Sài Gòn. Đồng thời tổ chức lực lượng binh chủng hợp thành cấp sư đoàn đột kích từ hướng Tây Bắc đánh chiếm Hóc Môn, sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Tư lệnh Thiết Giáp, Bộ Tư lệnh Pháo binh ở Gò Vấp, nhanh chóng đánh mục tiêu chủ yếu là Bộ Tổng tham mưu Ngụy, tiêu diệt các ổ đề kháng trong phạm vi quân đoàn phụ trách, bảo vệ các mục tiêu, kho tàng, cơ sở công cộng. Trong quá trình chuẩn bị phải bám sát địch, sẵn sàng tiêu diệt các trận địa pháo. Nếu địch có hành động co cụm, phải nhanh chóng tổ chức tiêu diệt sư đoàn 25 là trọng yếu nhất. Tất cả mọi công tác chuẩn bị quân đoàn phải hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 4. Sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn gấp rút xây dựng kế hoạch tác chiến theo nhiệm vụ trên. Ngày 14 và ngày 15 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316, Sư đoàn 320 và các đơn vị binh chủng kỹ thuật, các anh Bùi Đình Hòe, Bùi Huy Bồng Sư đoàn 320, Hải Bằng, Hạ Quốc Toàn Sư đoàn 316 và các cán bộ đơn vị binh chủng kỹ thuật nhận nhiệm vụ xong đều rất phấn khởi tin tưởng và hạ quyết tâm chấp hành nghiêm trình mệnh lệnh hiệp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 16 tháng 4, Thường vụ Đảng ủy quân đoàn họp quyết định thăng quân hàm cấp tá cho cán bộ trung đoàn và chủ trì cơ quan sư đoàn trở lên, cấp thiếu tá cho các trung đoàn trưởng Đỗ Văn Chi, Trương Văn Việt, Long Hứa Hò, Trần Kình, Nguyễn Đình Chi, Trần Văn Thân, chính ủy trung đoàn Lưu Quang Đình, Đinh Hữu Tấn, Trần Văn Bàn, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Ngọc Xuân, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Trọng Vinh, trung đoàn phó Đỗ Công Mùi, Hoàng Tông, Tô Quốc Trịnh, Lê Đình Hược, Ma Thanh Toàn, Lê Đình Kế, Nguyễn Văn Tạo, Khổng Trọng Tư, Lưu Đình Sân, Tô Ninh, Lê Văn Đảnh, Phó Chính ủy Trung đoàn, Nguyễn Tiến Tứ, Nguyễn Quang Lâm, Trần Danh Đầu, Trần Văn Trí, Trần Ngọc Nhu, Vũ Văn Trại, Cơ quan Sư đoàn, Phạm Văn Cơ, Hoàng Thanh Quế, Nguyễn Đình Học, Lê Minh Lợi, Trần Thế Dương, Phạm Văn Khảm, Lê Đắc Hào, Bộ Tham mưu Hoàng Ngọc Nhàn, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Ngôn, Tống Văn Ao, Lê Toàn, Nguyễn Hữu Tình, Nông Quang Lộc, Cục Chính trị, Tạ Đức Hiền, Nguyễn Hường, Dương Văn Bảo, Trần Hồng Châu, Nguyễn Đức Phố, Đặng Công Ninh, Vũ Duy Tằng, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Tấn Thành, Cục Hậu Cần, Đoàn Văn Ngơi, Phan Đình Xuyên, Trịnh Thế Thư, Nguyễn Ngọc Trân, Phạm Hành Bác Sĩ, Trần Kim Nguyên Bác Sĩ, Ngô Xuân Thiêm Bác Sĩ, Nguyễn Ngọc Tuyên Bác Sĩ, Lê Viết Nho Bác Sĩ. Cấp trung tá cho các trung đoàn trưởng, Lê Quang Bình, Nguyễn Đức Cầm, Vũ Văn Tài, Lê An, Lê Ngọ, Trần Đình Sai, Trương Đăng Thái, Vũ Văn Lương, Lê Hữu Công, Chính ủy Trung đoàn, Bùi Văn Hòe, Vũ Đình Tư, Nguyễn Xuân Dục, Mai Sinh Giá, Vũ Xuân Sắc, Trần Văn Đình, Cán bộ cấp phòng, Vũ Đình Thước, Nguyễn Đình Kiệp, Phạm Quang Bảo, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thể, Nguyễn Trí Nguyện, Đoàn Đình Vinh, Đinh Thế Mỹ, Nguyễn Xuân Khoát, Bộ Tham Mưu, Huỳnh Nghĩ. Trần Doãn Kỳ, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Văn Tức, Trần Minh Hảo, Đinh Xuân La, Cục Chính trị, Nguyễn Chính Yên, Lê Văn Thọ, Nguyễn Nghịch, Phạm Xuân Hà, Cục Hậu Cần, Nguyễn Tụ Bác Sĩ, Nguyễn Xuân Huy. Đề nghị trên thăng quân hàm cấp thượng tá, Nguyễn Đằng, Bùi Tố Tòa, Khuất Duy Tiến, Thông Sơn, Võ Khắc Phụng, Ngô Huy Phát, Đặng Văn Khoát và cấp đại tá, Nguyễn Đức Giá, Đoàn Hồng Sơn, Đàm Văn Ngụy, Hà Quốc Toàn. Hầu hết số cán bộ quân đoàn 3 được đề bạt trong đợt tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh, nhiều đồng chí được tặng thưởng huân chương và sau này không ít người trở thành tướng lĩnh. Sáng ngày 23 tháng 4, tôi và anh Vũ Lăng có mặt lần thứ hai tại Bộ chỉ huy chiến dịch báo cáo quyết tâm và nhận nhiệm vụ chính thức. Nhiệm vụ lần này có thay đổi so với lần thứ nhất. Cụ thể như sau, với lực lượng trong biên chế có pháo binh và cao xạ chiến dịch chi viện quân đoàn đảm nhiệm một hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch từ Tây Bắc vào Sài Gòn. Dùng lực lượng cỡ sư đoàn hoặc sư đoàn tăng cường tiến công tiêu diệt căn cứ Đồng Dù, thực hiện chia cắt tuyến phòng thủ Đồng Dù, Tân Quy, Củ Chi, Tràng Bàng, bao vây tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy không cho co cụm về Sài Gòn. Tổ chức lực lượng đột kích mạnh binh chủng hợp thành thọc thẳng vào Sài Gòn, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm Bộ Tổng Tham Mưu, Dinh Độc Lập, đồng thời có nhiệm vụ giữ vững mục tiêu phụ trách. Bảo vệ kho tàng và ổn định trật tự an ninh thành phố. Trên hướng tiến công của quân đoàn, lực lượng địch khá mạnh. Vòng ngoài gồm sư đoàn 25, các liên đoàn biệt động quân số 9 và 32, liên đoàn 6 công binh, khoảng 2 vạn tên của trung tâm huấn luyện Quang Trung, trung đoàn thiết giáp số 10, lữ đoàn nhảy dù số 4, 20 tiểu đoàn bảo an ở Tây Ninh, hậu nghĩa, Bình Dương, gia định và lực lượng pháo binh có tới 86 khẩu từ 105 đến 175 ly ở sân bay Tân Sơn Nhất có sư đoàn 5 không quân, bộ tư lệnh dù, bộ tư lệnh không quân, bộ tư lệnh thiết giáp ngụy. Chiều sâu phòng ngự của địch trên hướng tiến công của quân đoàn khoảng 100 km. Sau khi nghe anh Vũ Lăng báo cáo quyết tâm chiến đấu của quân đoàn, các đồng chí trong bộ, tư lệnh chiến dịch cho rằng quyết tâm của quân đoàn đã thể hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo đảng, quân đội dành nhiều thời gian phân tích những vấn đề quân đoàn cần quan tâm giải quyết để thực hiện nhiệm vụ một cánh quân trên một hướng chính của chiến dịch. Đồng chí Lê Đức Thọ nói, Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị họp nhận định thời cơ đã chín muồi, ta phải tranh thủ từng giờ để mở cuộc tiến công vào xào huyệt cuối cùng của địch, để lâu không những tình hình chính trị, ngoại giao càng thêm phức tạp mà các trận mưa đầu mùa đã đến. Quân đoàn ba ngoài nhiệm vụ chính của mình còn phải hiểu những vấn đề chung của chiến dịch lịch sử này. Thắng lợi của quân và dân Tây Nguyên là một bước ngoặt chiến lược mở đột phá khẩu cho toàn miền Nam buộc địch đi vào có cụm chiến lược nhiệm vụ của quân đoàn là đột phá vào hướng chính hướng mà có lực lượng địch đông hơn các hướng khác đánh vào sài gòn thành phố lớn trung tâm chính trị quân sự kinh tế là đánh vào dinh lũy cuối cùng của địch chúng có phần cố thủ để giữ nhưng cũng có phần cố thủ để rút ưu thế của ta hiện nay hơn địch nhiều địch có nhiều nhất là năm sư đoàn thời cơ thuận lợi tương quan lực lượng cũng rất thuận lợi cho ta các sư đoàn của ta sung sức có kinh nghiệm trang bị mạnh hơn trước. Vì vậy, không cho phép không thắng. Trung ương đã dồn toàn bộ lực lượng vào thực hiện quyết tâm đó. Phải tranh thủ thời cơ mau hơn nữa. Phải tranh thủ từng ngày. Phải chuẩn bị cơ sở tốt để đánh thắng. Ta không cầu toàn, nhưng không thể quá vội vã. Vội vã mà vấp thì càng khó khăn cả về chính trị và ngoại giao. Ngừng một lát đồng chí Lê Đức Thọ nói tiếp. Các đồng chí bàn gì thì bàn, cuối cùng phải là tổ chức thực hiện. Phải nói rõ cho quần chúng nhiệm vụ phân tích tương quan lực lượng làm cho mọi người tin tưởng, phải bàn kỹ về tổ chức cho thật cụ thể. Tổ chức quyết định thắng lợi, quân đội vào thành phải giữ tư cách đạo đức của quân đội cách mạng. Các đồng chí phải giáo dục bộ đội tinh thần cảnh giác, không để địch dùng tiền, dùng gái lôi kéo mua chuộc. Bộ đội phải có kỷ luật, giữ gìn tài sản quốc gia, chống tự kiêu, tự đại, công thần. Sự nghiệp nào cũng là sự nghiệp chung, phải hết sức khiêm tốn. Đại tướng Văn Tiến Dũng đứng dậy chậm rãi nói, anh Sáu Thọ đã có ý kiến quyết tâm cao giành thắng lợi càng sớm càng tốt, nhưng đánh phải có tổ chức bảo đảm chắc thắng. Trong ba nhiệm vụ của quân đoàn đã nêu thì nhiệm vụ chủ yếu của quân đoàn 3 là tổ chức lực lượng mạnh đột kích liên tục, đánh ngã địch, chiếm các mục tiêu trong thành phố. Đánh sư đoàn 20 năm ở ngoài chỉ là điều kiện, không thể đánh sư đoàn này mà dùng nhiều lực lượng hoặc rằng co mất nhiều thời gian. Đánh ngoài và đột vào trong là đồng thời, không chia thành bước. Nhiệm vụ chính là bên trong các đồng chí tìm cách để khỏi tốn thời gian, tốn binh lực. Mục tiêu chính của quân đoàn 3 là sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham Mưu. Còn Phủ Tổng thống là sau khi cơ bản làm xong hai mục tiêu trên. Vì Phủ Tổng thống là nhiệm vụ chủ yếu của một đơn vị khác. Nếu họ giải quyết xong rồi thì quân đoàn 3 không phải vào. Vời giọng Nam Bộ trầm ấm, truyền cảm, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Chiến dịch Hồ Chí Minh căn dặn quân đoàn 3 phải tổ chức công tác chính trị thật tốt cho tới từng chiến sĩ, thời gian rất khẩn trương, trước mặt là yêu cầu nhiệm vụ, sau lưng là thời tiết, các đồng chí phải ra sức khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trung ương Cục, quân ủy miền mong quân đoàn 3 vào đủ để cùng hoàn thành nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, ta kết thúc sự nghiệp dân tộc dân chủ trong cả nước, hoàn thành thống nhất nước nhà, nghĩ đến đó mừng lắm. Chúng ta phải mang lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Bác Hồ cắm lên thành phố Vinh Quang mang tên người lấy thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 85 ngày sinh của bác. Từ ngày thành lập đảng đến nay đây là giờ phút vinh quang nhất của dân tộc, quân đội ta như quang trung vào thăng long, vừa đuổi quân xâm lược vừa thống nhất đất nước. Quân đội phải giữ nghiêm kỷ luật dân vận, bám lấy nhân dân thì khó khăn gì cũng giải quyết được. Trung ương cục và quân ủy miền hoan nghênh thắng lợi to lớn của Tây Nguyên, hoan nghênh sự có mặt của quân đoàn 3 tham gia làm nhiệm vụ trên hướng chủ yếu. Chúc trước chúng ta toàn thắng. Hết phần 1.